cho thầy và cả nhà. Chào chị Hồng Hà đúng Thầy ơi, cho em hỏi là khi mà bắt đầu tập thể dục hay bắt đầu xấu vác thì mình làm những động tác gì để chân cái đùi, bắp đùi của mình nó đỡ bị đau hả thầy? thì nè, đang tập nè, khởi Vâng, đang khởi động ạ. thì giờ mình tập nè, vô lộ trình tập y như vậy đó. Còn mà xì quá là chị không qua, chị xì quá theo giống em luôn thì sao? Dạ. Hay là chị xì quát riêng chị, rồi chị xì quát nhiều cái làm sao chị hỏi rõ để em biết, em chia sẻ Sáng nay em squat được 500 cái. cho chị. Vậy thì nếu mà chị xì quát riêng á thì chị phải khởi động nhiều hơn về phần thân dưới, phần thắt lưng. Còn nếu mà trong lộ trình mình tập ở đây thì mình xì quát có 1 phút và tính ra có 20 cái, thì mình khởi động như thế này thì nó không có đau mỏi gì hết. Nhưng mà phải đúng kỹ thuật, khi xì quát thì cái chân của mình sẽ nhẹ và lực nó sẽ lên phần lưng chứ không lên phần đùi và gối. Hôm mấy hôm trước vừa rồi thì Phương xì quá 1000 mấy cái, xong qua hôm sau vẫn vẽ ghê cái chân à. Thì hồi nữa tí vào xì quá đi rồi em dặn cái kỹ thuật lại. Thầy ơi, siêu quá sao mà nó đau có đầu gối thế thầy? Thì có thể do kỹ thuật mình squat chưa đúng, hoặc là do cái vùng khớp gối của mình trước đó nó đã bị bất ổn rồi, gân cơ nó co rút, thì mình phải tập từ từ để cho gân cơ nó giãn ra từ từ. Còn những anh chị nào người mới lần đầu tiên mà squat gì thì có thể lực gân cơ nó tác động vào mình nó hơi đau, nhưng người qua những lần sau thì nó hết. Xem lại nha, thứ nhất là kỹ thuật squat mình đúng chưa, rồi thứ hai coi khớp gối của mình căng cơ làm sao. Rồi mình xì quát nhiều cả 1000 cái nó đau hay là sao, hay là vài chục cái nó đau. Ở đây người ta xì quát 1000 mấy cái là xong, vẫn bình thường á, không có gì cả. Hay là chắc cái hôm đó em đau cái đầu gối đó thầy. Thì Rồi trường bây hợp giờ chị là bởi chị hỏi em như chị là người bị đau đầu gối đúng không? Nói chị nhắn tin riêng cho em, gửi cho cái clip mà hướng dẫn chăm sóc dùng vùng đầu gối không thấy chị. quên. Thì có thể do đầu gối đau quá trình tác động xuống vậy á, hồi trước giờ gân cơ nó co rút lại nó giữ gì, cái giờ hoạt động lên xuống thì nó tác động gì nó đau, rồi xem lại coi cái mặt dịch khớp của mình coi nó còn hay không, hay là nó đã khô rồi sụn rồi, mọi cái mình để ý thêm cái đó nữa. Vậy thì mình phải kết hợp thêm hàng ngày phong tắc, em gửi cái clip hướng dẫn chăm sóc thêm rồi đưa một số ví dụ chắc vô, ví dụ glucosamine, omega 3 để nó nuôi dưỡng lại chứ, tại vì nó tổn thương rồi thì phải cần nuôi dưỡng lại. Rồi là giống như đi khám là họ nói là cái gì như là cái giống như tràn dịch gối vậy thầy. Rồi mình làm đi nha. Rồi cứ lộ trình gì tập tiếp như vậy rồi quan sát thêm từ từ rồi mình đổi bên với cả nhà.
Rồi cả nhà mình bổ mặt trong cánh tay. Thầy Phương, cô mời chào thầy Phương, chào cả nhà. À, con chào cô Mười. À, cô mời cảm À, biết ơn thầy thì cô. à, cảm ơn thầy. Rồi chắc là con xuống rồi. Rồi đổi bên đi cả nhà. Rồi, cái này mình vỗ mặt ngoài của chân. Rồi, vỗ mặt trong chân đi cả nhà. Đây. Ờ. Rồi cả nhà mình ngồi xếp bằng lại, cái thắt lưng mình lên, thẳng người lên, massage hồi xuân cơ thể nha cả nhà. Mãi mãi tuổi 20, sức khỏe của người sắp, thân hình chuẩn như người mẫu. Rồi các chị bước đầu 36 cái. Rồi tiếp tục xoa tay nóng lên.
Rồi cả nhà mình vuốt mặt 36 cái. Rồi thôi tiếp tục sau tay mình nóng lên. Rồi cả nhà mình vuốt mũi 36 cái. Rồi thôi. Rồi cả nhà mình xoa mắt. Một. Hai. Con chào hai. Ba. Hello con. Con cảm ơn thầy nhiều nha. Vui vẻ nghe. Cái đọc nhập đây. Này còn được giải. Sáu. Rồi cả nhà mình vuốt quanh mắt 36 cái. Rồi thôi. Cả nhà mình xoa hai bên lỗ tai. Hai. Ba. Năm. Sáu. Hít một hơi mình nén lại, ngoáy tay. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Rồi mình vuốt hay mình mang tay 36 cái cả nhà. Rồi thôi. Sau tay mình đặt nóng lên. Rồi chăm sóc vùng cổ của mình ha. Vuốt 12 cái lặp lại 6 lần.
cả nhà mình vuốt hướng cái tay, vuốt cái tay kéo lên. Lần hai, lần ba, lần bốn, lần năm, rồi lần sáu, rồi bây giờ cả nhà mình chăm sóc vùng răng miệng, các anh chị gõ vùng mũi răng của mình. Rồi dây ống vùng mũi răng, rồi cả nhà mình đặt cái đầu lưỡi của mình là cuốn cái đầu lưỡi mình lên trên nóc vòng trên, hình dung dưới đáy lưỡi của mình đó có hai cái huyệt để quá trình mình khua răng đó cả nhà, tiếng nước bọt nó tiết ra được nhiều hơn. Rồi bắt đầu. Chào thầy Phương, chào cả lớp. Mày bạn ơi. Phương Ly nhắn là sao em không nhìn thấy thầy hả? Phương Ly thấy chưa Phương Ly ơi? Cái màn hình Phương ghim lên mà. Em thấy rồi thầy ơi. Rồi thuê chiều ngược lại đi cả nhà. Rồi cả nhà mình đảo lưỡi. Rồi sụp nước bọt đi cả nhà. Rồi nuốt nước bọt chia ra ba lần, nuốt thẳng xuống bụng dưới.
quá đã. Rồi xin mời cả nhà mình cùng đứng lên ha. À, vô lộ trình các bài tập các chỉ dành cho cả nhà mình vào tư thế chuẩn bị cho động tác nhún gót, động tác đi lùi ha cả nhà. Rồi đi lùi bắt đầu nương đầu gối xuống, hạ cái đầu gối mình xuống nè, rút cái bụng vô, cái mông của mình đẩy ra phía sau, hai cân vai của mình là kéo vào. Thì lúc này mình sẽ cảm nhận từng mông của mình nó kéo giãn ra, kéo giãn cái cuộc sống mình ra. Ở trên thì lực cánh tay kéo lên, còn ở dưới chỗ cái mông thì lực cái mông của mình là đẩy ra, thì nó căng giãn cái lưng mình ha. Rồi cả nhà mình hai cái mũi bàn chân kéo vào nhau, hai cái mũi chân cái nè, hai kéo vào đi bằng gót chân, đi lui đi lui. Rồi hướng cái tay cao nữa, đẩy cái mông ra nữa, cái bụng của mình luôn cúi vào. Điều chỉnh cái bước chân của mình để đi trên một đường thẳng hay cả nhà, để từ từ nó căng bằng lại. Còn mình đi mà mình bị lọt đó thôi thì cái cơ thể của mình nó bị mất cân bằng, nên mình đi mình điều chỉnh lại. Rồi nhún gót chân bắt đầu nương đầu gối xuống, xiết cái bụng vào, vừa nhún vừa hít thở. Nương đầu gối mình nhúng ha, giống như mình đang cái lò xo đi đó, nó bật lên hạ xuống như cái nhà nhúng lên bật lên gì đó, giống như cái lò xo đi. Đầu gối mình phải nương lại, nương đầu gối lại để cái khớp gối mình nó mở ra, cái bụng siết vô. Rồi thôi, rồi cả nhà mình qua động tác vũ tay gập lưng bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Khi cúi xuống là thẳng cái chân ra. 13. Thẳng đầu gối ra. Khi bật lên là kiểng gót chân lên. 14. 15. Cúi xuống, xiết cái bụng đẩy ra, xiết cái bụng lại. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24, thả lỏng thắt lưng ra, 25, hồi. Mỗi một ngày đó mình giãn xuống từ từ, đến khi mình vũ cái tay xuống này, cái tay đụng được dưới sàn luôn ha. Chứ các anh chị đừng có giữ cái trên gì, cúi sâu xuống, đụng được cái sàn của mình. Nó giãn ra từ từ, hệ thống nhân cơ bắt đầu nó giãn ra, nó mở ra cái sự dẻo dai cho mình. Rồi nhún gót chân để hồi quy lại. Rồi cả nhà mình qua động tác lắc hông giữa trục. Bắt đầu. Rồi, lắc cái hông giữ cái trục, là cái trục cột sống của mình á, từ đầu nè đi xuống tới cái đốt xương cùng luôn, giữ cắm chắc lại ngay đó, cắm xuống, chỉ lắc hai bên thôi, hai cái bên hông này nè, lắc qua qua trái qua phải, hông lắc thì vai lắc theo.
rút cái bụng mình vào, xiết cái bụng vô, xiết cái bụng, rút cái bụng vô, mắt nhìn thẳng phía trước, cố định gương mặt mình lại, cố định cái đầu lại. Đó, lắc qua trái qua phải. Ở đây em thấy có một số chị đang đang nhúng cái chân rồi đang đánh cái mông qua trái qua phải chứ không phải là lắc. Lắc này cả nhà, cái mông nè, mông trái nè, lắc qua phải nè, rồi chuyển qua lại, không phải lắc qua trái. Thì khi lắc cái mông như vậy thì cái gót chân của mình nó chuyển theo, tự nó chuyển theo, chứ mình không phải cố tình nhấc gót chân lên mà cái mông lắc thì tự cái chân nó chuyển theo. Còn ai chưa quen thì đứng cố định cái chân này luôn, cái chân không nhúc nhích gì hết, chỉ xoay qua xoay lại, lắc qua trái qua phải, cái chân đứng cố định lại. Đó. Rồi thôi cả nhà, nhúng gót từ từ là các anh chị gân cơ nó sắp xếp nó đều, nó điều chỉnh ra là mình lắc là nó đẹp. À Phương lúc đầu Phương lắc nhìn cũng thấy gớm đó, nhưng mà từ từ lắc cái nó đẹp. Rồi thôi lăn cơ lưng. Đây cả nhà mình xuống động tác lăn cơ lưng, xiết cơ bụng lại ha, lăn bên nào đặt ý bên đó. Rồi bắt đầu giữ khí, khi ngã lên xuống sàn mặt lên thì xì ga. Rồi, bật đứng lên luôn. Nhúng gót chân, hít thở. Hít sâu vào khí hải, từ từ thở ra. Rút cái bụng vô, nẹp cái bụng lại. Nẹp cái bụng của mình lại. Thôi. Rồi, qua động tác xoay người cả nhà. Rồi xoay người bắt đầu đầu gối nhún xuống, lắc cái hông để đi, các bước chân của mình bước trên một đường thẳng, tay thả lỏng ra, hít thở thẳng cái lưng ngực mình lên, mắt nhìn thẳng phía trước nè, thẳng cái lưng ngực lên. Rồi đổi bên cả nhà, anh chị đổi bên tiếp tục. Cái bụng của mình luôn siết lại ha. Rồi thôi. Rồi nhúng bước chân. Rồi bây giờ mình qua động tác gì quá, nhưng mà để Phương hướng dẫn cho cả nhà cái để đúng kỹ thuật này ha. Hôm nay mình nói lại. Rồi đầu tiên là các anh chị phải bước cái chân của mình rộng ra hơn vai, còn bước hẹp như gì thì đâu có xì quá nổi, nó đau rồi gối là đúng rồi. Phải bước cái chân rộng ra hơn vai, gấp hai cái đôi vai của mình đó ha. Rồi chỉnh hai cái bàn chân của mình cho nó thẳng về phía trước, hai cái mũi bàn chân cho nó thẳng về phía trước song song bằng nhau. Ví Phương ví dụ là hai cái bàn tay của Phương là bàn chân nè, thẳng phía trước nè, chứ đừng để cái mũi chân nó lẻ ra ngoài ha, là nó lọt cái gân cơ của mình. Chỉnh lại, điều chỉnh lại. Và được chưa? Đây là tư thế chuẩn bị. Rồi, siết cái bụng mình lại, nẹp cái bụng vô.
Rồi bây giờ Phương quay ngang ha, để các anh chị nhìn thấy cái chiều ngang ha. Rồi bây giờ nè, xuống nè, nhớ là xuống là thở ra, xuống là thở ra, xiết cái bụng này nè, xuống thở ra, bắt đầu là cái mông của mình nè, hạ mông xuống nè, hạ mông xuống, đẩy cái mông ra, các anh chị nhìn cái mông Phương nè, hạ mông xuống, nhỉnh cái mông, đẩy cái mông ra, giống như người ta gọi là chu cái đít ra, các anh chị hiểu không? Nhưng mà không có ẩn cái lưng thì không có được ẩn, phải xiết cái cơ bụng lại, không có được ẩn cái lưng, nhỉnh cái mông lên luôn ra, rồi mông xuống ngang cái gối, chứ đừng có cao quá, ngang cái gối của mình nè, cảm giác nó căng cái cơ mông này ra, ngang cái gối nè. Rồi từ mông lên tới đầu như là một cái tấm ván thẳng như đó, nghiêng một góc 45 độ, cái lưng mình là nghiêng một góc 45 độ, đừng có thẳng xuống vậy, thẳng xuống vậy nó rất là đau gối đau đùi, nghiêng 45 độ để lực lên lưng, nhớ ha, đặt ý lên lưng để lực lên lưng chứ không có lực xuống đùi, không có lực xuống gối thì mình squat rất là nhẹ, được chưa? Xiết cái bụng lại chứ đừng có ẩn cái thắt lưng nha, ẩn thắt lưng là nó bị mỏi cái lưng. Nè, xuống nè, thở, xiết cơ bụng, đẩy mông ra, nghiêng 45 độ, lên hết vô. Đó, cứ vậy thôi, đặt ý lên cái lưng của mình. Xuống là đẩy cái mông ra. Đừng có tập trung vào gối hay đùi. Như vậy đó mình squat cả 100 cái luôn cũng được, 1.000 cái luôn cũng được. Hôm vừa gọi Phương với mọi người là squat 1.200 cái liên tục, đếm liên tục, quát liên tục luôn, không có dừng lại tí nào chứ. Rồi bây giờ mình squat nha, vô squat ha. Chỗ chị Phụng Hoa hơi hạ cái mông xuống tí xíu. À, nói thêm cái này nữa, khi xuống á, khi hạ mông xuống là phải tách gối tách đùi ra chứ đừng cứ giữ làm gì. Nè, xuống nè, tách ra để hạ cái mông mình xuống, tách ra để hạ được cái mông xuống ha. Xuống là tách gối tách đùi ra, hạ cái mông xuống, tách gối tách đùi ra, tách gối tách đùi ra, rồi xiết cơ bụng, đẩy cái mông ra, nhỉnh cái mông đẩy ra, nhớ ha, tách gối tách đùi ra, đặt ý lên lưng. Các anh chị squat này dáng 11 đẹp lắm luôn á. Rồi bây giờ mình vô squat, các anh chị vào vị trí đây, mình làm liên tục 100 cái luôn nè ha. Nhớ là đặt cái ý lên lưng, lực lên lưng chứ không có đặt ý lên đùi và gối nào, cứ đặt lên lưng cho Phương, đặt lên lưng đây là các anh chị quát rất nhẹ. Rồi vào tư thế chuẩn bị squat, 1 2 3, xuống là thở ra, 4 lên hít vào, 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, lực lên lưng, 15, 16, 17, 18, 19, 20, đặt ý ở lưng, 21, siết cơ bụng, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, chị nhìn hơi cuối quá rồi, 43, 44, nghiêng 45 độ thôi, 45, 46, 47, 48, 49, chị bích gì nào cũng nghiêng quá rồi, 50, 51, 52, 53, 54, 55, tách đùi tách gối ra, 56, 57, 58, 59, 60, đẩy cái mông ra, xiết cơ bụng, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Chỉnh cái bàn chân mình cho ngay lại. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99. Canh Một trăm. Rồi, ơi, được rồi. nước ở trong cái vòng á, bố quả nước khi còn quạt kia phải phải Và là chín bãi đi. cho Phải bãi không? Bất tình là chỉ là bãi chín. cho hơi phải đó. Thầy ơi, hôm nay em được 8 cái. Bao nhiêu? 8 cái à? 8 cái, 100 cái. Bao nhiêu? Bao nhiêu 100 cái thầy. cái luôn Dạ. quá. Cảm ơn thầy, biết không cả nhà. Vẫn làm được nữa thầy ơi. Trời, người ta làm 1.200 cái luôn đó. Cái đó là chỉ mới dạo cho các anh chị thôi. Còn được Em biết nữa. rồi, hôm qua em nghe thầy Toàn nói rồi. Chịu quá, còn được nữa. Dạ. Ở đây lớp cộng đồng thì Phương chưa làm. Chứ trong hỗ trợ cho mentor là Phương làm. Các anh chị thích thở tí xíu ha. Thầy ơi, tối nào ở sáng nào cũng có squat 1.000 cái hả thầy? Dạ không, lớp mentor mà Phương hỗ trợ 3 giờ sáng á là cố định thứ sáng thứ sáu là mình sẽ xì quá, còn từ thứ hai đến thứ năm vẫn tập luyện bình thường, chỉ là dành riêng ngày thứ sáu đó thôi là xì quá. Sáu là 3 giờ sáng hả thầy? Dạ, ngày nào cũng 3 giờ sáng hết, từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Rồi bây giờ mình xuống nha, hít đất ha. Rồi các chị vào tư thế chuẩn bị hít đất. Siết cơ bụng lại. Siết chắc cái cơ bụng lại nè, đặt ý vào cổ tay nè. Đặt ý vào hai cái khuỷu tay. Bả vai và ngực của mình xuống thì thở ra, bật lên thì hít vào ha. Rồi bắt đầu. Siết chắc cái bụng lại. Siết chắc cái cơ lưng mình lại luôn. Siết chắc cơ bụng lại. Thôi. Rồi cả nhà mình ngồi xuống luôn. Đá chân sải. Rồi các anh chị kéo cái mông lên. Ngồi lên cái ủ xương ngồi của mình. Rồi siết cơ bụng hạ người xuống. Siết hai cái cơ mông mình vô cột sống. Bắt đầu duỗi chân thẳng ra đá. Duỗi mũi chân ra luôn. Cái bụng của mình là luôn siết cái bụng lại, siết chắc cái bụng lại. Đặt ý vào cái hông của mình á để mình đá cả nhà, cái hông cái mông của mình á. Chân ra ha, cái này là mình mỗi ngày mình ca gen lên.
Thôi thôi, hạ người xuống, bơm khí ra, thắt lưng bơm khí ra mông của mình. Bơm cái này nhẹ liền, coi lắc qua lắc lại thư giãn vùng thắt lưng của mình ha, nghiêng qua nghiêng lại. Rồi, để nhà mình qua động tác và lần. Rồi, động tác này thì Phương cần các anh chị là siết chặt cái bụng mình lại, siết chặt cái người lại luôn, từ đầu từ chân cho đến đầu á, siết chặt lại như một cái hình khối gì đó. Rồi mình đặt ý niệm ngay tại cái vai của mình, quỷ tay vào vai. Rồi, và lên bắt đầu. Đẩy hai gót chân nha, siết chặt lại, giữ chặt người lại, xiết cái bụng chắc vào, ý niệm lên hai cử tay và vai, cứ như vậy mình giữ, đừng có lúc lắc gì hết. Xiết chắc cái bụng giờ. Rồi thôi, mình gói xuống về tư thế em bé, thư giãn cái lưng của mình. Rồi, mà cả nhà đứng lên. Rồi các anh chị thả lỏng khớp vai ra, xoay khớp vai của mình thư giãn. Rồi cúi người xuống lắc cái vai cả nhà, nhún cái vai của mình, thả lỏng cái lưng ra. Rồi thôi, rồi cả nhà mình lau mồ hôi, hít thở thư giãn, thả lỏng người ra để chuẩn bị mình vô thi canh đội cốt nào. Anh Đặng Đình Ba thì đối với anh thì làm phù hợp với cái sức hiện tại của anh ha, và cái mỗi ngày cái mình ca gen lên, chứ mình không có là vì như vậy mà mình giới hạn, nhưng mà mỗi ngày mình ca gen lên một, tăng lên một cái cũng được. Rồi từ từ nó, khi máu huyết nó lưu thông gì đó, cái mình có đầy đủ dưỡng chất á, cái nó nuôi dưỡng từ từ lại, giống như là một bức tường bị thủng gì đó. Cái bây giờ mình xử lý đó là có nguyên liệu cát đá xi măng, có ông thợ, ông đến đó ông tu sửa thì bức tường đó nó phục hồi lại. Dạ, em biết rồi ạ. Biết Bình thường thì em giờ sẽ ngồi xếp bàn á, thì lâu nay em không có dám xếp bàn vì em đau á, và cũng sợ nữa nên không dám xếp bàn được. Có thì nhậu ngồi dưới đất thì em vô chân. hôm bữa em coi cái phim của anh thì hạn chế ngồi nhiều đi, tại ngồi nhiều quá ảnh hưởng. Dạ, hôm nay thì em đã xếp bàn được á, em cũng ngồi xếp bàn được, tập các động tác được. Dạ. Vậy tốt rồi đó, nhưng mà phải tránh những cái tác nhân gây hại ha. Đầu tiên á, muốn tăng sinh thì phải giảm cái tác nhân gây hại đi, tránh tác nhân gây hại đi. Thì anh xem coi những cái nào mà tác nhân gây hại làm tổn thương cái đó thì anh giảm đi, hạn chế nó, cắt gọn luôn, đoạn trừ nó. Rồi tặng cho anh Ba một câu này, cũng như với cả nhà mình một cái câu này mà để phục hồi sức khỏe, cũng như hướng cái sức khỏe của mình khỏe mạnh.
Đó là tự bản thân mình đặt ra một câu hỏi cho cơ thể của mình. Đó là tế bào ơi, bạn cần gì? Tế bào ơi, bạn cần gì? Tại vì với góc nhìn của y học thì tế bào nó là yếu tố cơ bản và nền tảng để cấu tạo nên cơ thể người của mình. Tế bào thì nhiều tế bào nó sẽ tạo thành mô, và nhiều mô nó tạo thành các cơ quan, và nhiều cơ quan nó tạo thành hệ cơ quan, và nhiều hệ cơ quan nó cấu tạo nên một cái cơ thể người của mình. Vậy thì tế bào nó là yếu tố cơ bản và nền tảng cấu tạo nên cơ thể người. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là tế bào ơi bạn cần gì? Thì tế bào nó cần hai cái. Thứ nhất đó là giảm đi cái sự tổn thương. Thứ hai đó là tăng sinh. Giảm tổn thương, giảm chết đi, nhưng mà hàng ngày sao ạ? Tăng sinh cho nó để nó sinh mới, để nó nuôi mới trở lên. Giống như da của mình nè, tế bào da qua thời gian sao ạ? Nó chết đi, nó sần sần cái da của mình đó, là tế bào da nó chết đi. Nhưng mà cái da của mình đó, nó phục hồi, nó nuôi dưỡng, tế bào mới nó nuôi dưỡng lên, thì làn da của mình sao ạ? Nó luôn tươi trẻ. Thì tế bào ơi bạn cần gì ha? Giảm tổn thương và tăng sinh nó lên. Giảm tổn thương thì là cái gì, tăng sinh là cái gì, thì các anh chị có nghi vấn đó thì từ từ cái mình ngộ ra cái là nó là một cái hành trang cho sức khỏe của mình đó. Đi ăn thầy ạ. Rồi bây À, giờ thì mình nói khi mình tập luyện hả thầy? Mình đặt ý vô chỗ cái tổn thương đó hả thầy? quá trình anh tập luyện thì anh cứ đặt ý vào cái vùng tổn thương, tại vì Dạ. khi nó thông, tiền huyết nó thông thì lúc đó khí huyết nó đi về đó, nó sẽ nuôi dưỡng. Dạ, em biết anh. Nhưng mà trong máu của anh nó chứa cái gì nó mới đem đến nó nuôi dưỡng được chứ. Còn máu của anh nó đến đó mà nó không có nguyên liệu để nó nuôi dưỡng, sao nó nuôi dưỡng được. Ví dụ như bây giờ có ông thợ ông đến xây bức tường rồi, giờ chỉ mỗi có gạch thôi, thiếu các đá xi măng thì sao xây. Vậy thì phải cần yếu tố nguyên liệu, y mới hỏi là tế bào ơi bạn cần gì đó. Dạ, em biết ơn ạ. Mấy khóa trước là Phương có chia sẻ trong những buổi đầu của thầy căn nội cốt mình đó, thì chắc nếu mà tuần duyên thì khóa sau cũng chia sẻ lại. Rồi cả nhà bây giờ mình vô động tác số 9 ha. Hôm nay các anh chị đi đến động tác số 9. Với động tác số 9 thì chân mình không có bước, không có kiển lên, vẫn đứng bình thường, nhưng mà ngón tay cái các anh chị đặt bên trong ngón tay cái với Phương ha. Ngón tay cái là đặt bên trong nắm đấm. Dạ con chào thầy, biết ơn Dạ biết ơn con. Rồi các anh chị đợi Phương tí xíu. Rồi Phương đứng gần lại ha, để cho cả nhà mình quan sát bàn tay của Phương. Còn chân thì mình vẫn đứng y như vậy thôi, vẫn hai chân đứng song song gồng hình vai. Rồi với động tác số 9 nè, các anh chị cuộn nắm đấm, ngón tay cái đặt bên trong nắm đấm của mình ha, cuộn nắm đấm. Lúc này là hai mặt trong cánh tay đang ốp vào thân người ha, đang ốp vào thân người. Rồi nắm tay đã nắm chắc rồi đúng không, thì hai cánh tay của mình là hai nắm đấm nhấc lên ngang tầm vai, rồi nhấc lên khỏi đỉnh đầu của mình luôn. Tay Phương quỳ xuống ha, này nhấc lên khỏi đỉnh đầu. Lúc này các anh chị sẽ xoay xoay hai cái mặt trong cánh tay ra ngoài, xoay ngược nó ra ngoài và hạ xuống, hạ hai cái nắm đấm của mình xuống trước ngực giúp Phương. Trước ngực là lúc này hai cái mặt trong của nắm đấm là các anh chị xoay ra trước nè, xoay ra hết, bẻ ngược ra hết. Đúng rồi đó chị Phượng Độ, bẻ ra trước, đúng rồi, xoay ra trước. Rồi với động tác số 9 á là ngưng lực tại hai quỷ tay ha, ngưng lực ngay cái chỗ tay của mình nè. Thì một lực là từ ngoài đẩy vô nè, thì sẽ có một lực từ trong bả vai, lực đằng sau của mình nó đẩy ra, thì nó sẽ ngưng lực tại ngay quỷ tay của mình. Lực nó sẽ được ngưng tại ngay quỷ tay, thì khi các chị siết nén lại khiến nó vặn ra hai quỷ tay thì lực của mình phát ra ngay đây rất là mạnh ha, lực phát ra hai quỷ tay của mình. Rồi để Phương đứng xa ra tí xíu để các anh chị nhìn tổng thể từ chân lên tới đầu luôn. Rồi động tác số 9 nè, hít lấy khí nè và cuộn nắm đấm. Khí đủ rồi, nắm đấm nắm chắc rồi, thì hai nắm đấm của mình nhấc lên, nhấc thẳng lên đỉnh đầu luôn, và xoay cái mặt trong của nắm đấm ra ngoài rồi hạ xuống trước ngực của mình, và xoay cái mặt trong nắm đấm ra phía trước. Rồi
vào đúng vị trí rồi đúng không? Nhưng lực tại hai khuỷu tay thì ý của mình sẽ đặt tại hai khuỷu tay và siết cái bụng để khiến nó bật ra hai khuỷu tay của mình. Lúc này là lực nó đang phát ra hai khuỷu tay nào, nó đang phát ra nè. Rồi thôi, thu tay về, thu khí về khí hải, xì ra. Lặp lại hết cả nhà, các anh chị cùng tập với Phương luôn, vừa lấy khí vừa tập luôn ha. Rồi động tác số 9 bắt đầu, vừa lấy khí vừa cuộn nắm đấm, nhấc hai tay lên lên đỉnh đầu rồi hạ tay xuống, nâng lực tại hai khuỷu tay, siết cơ bụng vào, kéo cơ đáy sàn chậu lên, cảm nhận khí lực nó phát ra hai khuỷu tay của mình. Thôi đây, lúc này ngưng lực nè, là bả vai của mình nè, đẩy ra hai cái xô vai nè, đẩy nó ra, lực nó phát ra ngay đây. Ngoài này thì nắm đấm mình đưa vào đúng không, lực ở đây nè, đẩy nó ra, nó ngưng ngay đây. Lúc này mà lỡ mà ai đi ngang đụng cái đầu vô cái khuỷu tay mình là chắc họ xiên đầu luôn á, tại lúc này cái tay của mình nó rất là chắc, rất là mạnh ha, rất là mạnh đó. Lực mà khiến nó đi ra, sức mạnh, cội nguồn của sức mạnh đến từ khí. Khi các anh chị bật khí ra, lực nó dồn về ngay tại đây. Các anh chị đã từng xem phim mà mấy phim cổ trang của Trung Hoa chưa, phim Võ Lâm gì đó, người ta đánh nhau á, vận khí á, lực của khí. Rồi bây giờ mình vô tập ha, từ động tác số 1 mình tập cho đến động tác số 8, rồi cái động tác số 9 thì mình đi liên tiếp đến 49 lần nha cả nhà, giống như ngày hôm qua vậy đó. Rồi các anh chị vào tư thế chuẩn bị giúp Phương. Thay gân đổi cốt, một, ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, siết cơ bụng vào, kéo cơ đáy sàn chậu lên, cảm nhận khí lực phát ra ở góc bàn tay và các ngón tay của mình. Các ngón tay khép lại thẳng tay ra và bẻ ngược lên. Thôi hai, ngưng lực tại hai nắm đấm, siết cơ bụng vào, kéo cơ đáy sàn chậu lên, mắt của mình nhìn thẳng ra phía trước cả nhà, cố định một điểm lại, nhìn đúng một điểm thôi, ngang tầm mắt của mình. Thôi ba, ngón tay cái bên trong nắm đấm, ngưng lực tại hai nắm đấm, siết cơ bụng, kéo cơ đáy sàn chậu lên, thẳng người lên cả nhà, đừng có trùng xuống, thẳng người lên. Thôi bốn, nắm tay thật chắc, nhấc mạnh hai nắm đấm lên ngang bằng vai, bật mạnh 10 đầu ngón tay ra, thẳng ra phía trước, ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, siết cơ bụng, kéo cơ đáy sàn chậu lên, cảm nhận khí lực phát ra tay của mình. Thôi tác số 5 kết hợp nhấc chân lên, năm, xoay 100 cánh tay lên trên trời, rồi ngang tầm vai, nhấc chân lên, ngưng lực tại hai nắm đấm, siết cơ bụng vào, kéo cơ đáy sàn chậu lên, vuông thật cao người lên. Thôi sáu, lấy khí thật đầy, cuộn nắm đấm và xoay mặt ngoài cánh tay ốp vào thân người, hai tay nâng lên ngang tầm vai, lúc này sóng ngửa cái tay mặt mạnh lên, kéo tay về cung góc, thẳng người lên ha, ngưng lực tại hai khuỷu tay. Thôi tác số 7 kết hợp nhấc chân lên, bảy, tay đưa lên ngang vai, chỉ gót chân úp nắm đấm xuống, kéo mạnh hai nắm đấm mình ra, vươn tay ra, ngưng lực tại hai nắm đấm, siết cơ bụng, kéo cơ đáy sàn chậu lên.
thôi. Rồi động tác số 8 kết hợp nhấc chân lên và ngón tay cái đặt bên trong nắm đấm. 8. Vừa lấy khí vừa cụ nắm đấm, hai nắm đấm nhấc lên ngang tầm vai, đồng thời chuyển gót chân lên. Ngưng lực tại hai nắm đấm, vươn tay thẳng ra. Cảm nhận khí lực phát ra tay và nắm đấm của mình. Thôi. Rồi động tác số 9 là ngón tay cái đặt bên trong nắm đấm. Và chân thì mình đứng bình thường ha. Tập tới 49 luôn. Rồi 9, vừa lấy khí vừa cụ nắm đấm. Nhấc tay lên. Rồi hạ tay xuống về trước ngực. Ngưng lực tại hai khuỷu tay, siết cơ bụng kéo cái đáy sàn chậu lên. Xoay cái mặt trong nắm đấm ngửa ra trước luôn cả nhà. Cái chỗ mà cái ngón tay cái của mình nó là úp xuống đất ha. Thôi. Mười. Ngưng lực tại hai nắm đấm. Cứ như vậy khi ngang ngưng lực là các anh chị đặt ý ra hai khuỷu tay và siết cơ bụng kéo vào đáy sừng chậu lên. Vặn khí ra hai khuỷu tay của mình. Thôi. Thu hồi khí lực về khí hải, xì ra. 11. Ngưng lực tại hai khuỷu tay. Recording stopped. Thôi. Recording in progress. 11. Ngưng lực tại hai khuỷu tay. Thôi. Mười hai. Ngưng lực tại hai khuỷu tay. Nhớ là xoay cái mặt trong đánh đấm ra phía trước nha. Thôi. Mười ba. Ngưng lực tại hai nắm đấm. Thôi. 14. Ngưng lực tại hai nắm đấm. Thôi. 15. Ngưng lực tại hai nắm đấm. Cảm nhận khí lực phát ra hai khuỷu tay của mình. Thôi. 16. Siết cái bụng mình vào, cái bụng của mình luôn siết vào. Ngưng lên tại hai khuỷu tay. Thôi. 17. Thôi. 18.
Rồi đưa tay vào đúng vị trí, ngưng lực tại hai cái tay. Lúc này các anh chị đẩy hai cái xô bả vai của mình phía sau, đẩy ra trước nào. Đẩy nó ra, hai cái bả vai phía sau á, đẩy nó ra. Thôi. Là mình căng giãn cái phía nhóm cơ phía sau lưng bả vai mình nha cả nhà, nó phát triển cái nhóm cơ mình phía sau đó ra nữa. 19. Ngưng lực tại hai quỷ tay. Hồi. Đầu gối hay nương nhẹ lại đứng để không có bị mỏi chân. 20. Ngưng lực tại hai quỷ tay. Xiết cái bụng mình vào, kéo cái đáy sàn chậu lên để khí nó vặn cái hai cái tay của mình. Thôi. Ngưng lực tại hai cái tay. Thả lỏng cơ mặt mình ra cả nhà, gương mặt khả ái ha, gương mặt tươi lên. Thôi. Ngưng lực tại hai quỷ tay. Xiết cái bụng kéo vào đáy sàn chậu lên, gương mặt thì thả ra, gương mặt khả ái tươi, gương mặt lên. Thôi. 22. Ngưng lực tại hai quỷ tay. Thôi. 23. Ngưng lực tại hai quỷ tay. 23. Lâu lâu nhìn xuống chân, chỉnh cái chân mình lại. 24. Ngưng lực tại hai quỷ tay. 25. Ngưng lực tại hai quỷ tay. 26. Ngưng lực tại hai quỷ tay. Siết cơ bụng mình vào, kéo cái đáy sàn chậu lên, cảm nhận khí lực bằng cái hai quỷ tay của mình. Thôi. 27. Ngón tay cái đặt bên trong nắm đấm nha cả nhà. Ngưng lực tại hai quỷ tay. 28. Thẳng người lên. Ngưng lực tại hai quỷ tay. 30.
Nhưng lực tại hai phía tay. Ôi. Ngưng lực tại hai quỷ tay. Ôi. Hai. Ngưng lực tại hai phía tay. Ôi. 33. Ngưng lực tại hai phía tay. Ôi. 34. Ngưng lực tại hai khuỷu tay. Ôi. 35. Lấy thật đầy khí vào. Ngưng lực tại hai quỷ tài. Ôi. 36. Ngưng lực tại hai quỷ tài. Ôi. 37. Ngưng lực tại hai quỷ tay. Ôi. 38. Ngưng lực tại hai quỷ tài. Ôi. 39. Ngưng lực tại hai quỷ tài. Ôi. 40. Ngưng lực tại hai quỷ tài. Ôi. 41. Ngưng lực tại hai phía tay. Ôi. 42. Ngưng lực tại hai quỷ tài. Ôi.
43. Người mình lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, ngưng lực tại hai cái tay. Thôi ngưng lực tại hai cái tay. Thôi ngưng lực tại hai cái tay. Thôi sáu, ngưng lực tại hai cái tay. Thôi bảy, ngưng lực tại hai cái tay. Thôi tám, ngưng lực tại hai cái tay. Thôi bốn mươi chín, ngưng lực tại hai cái tay. Thôi rồi cả nhà mình xả cơ thể ra, đi tới đi lui hít thở thư giãn cả nhà, mình lau mồ hôi luôn nha. Ở đây có một tin nhắn của Samsung SM A515F. Thầy ơi, em bị loãng xương lưng nặng, động tác nào không tập được, lăn cơ lưng không tập. Lăn cơ lưng không tập, hạn chế cái đó. Tại quá trình lăn sợ nhiều khi mình lăn nó không đúng kỹ thuật đó. Lăn lên cột sống thì nó sẽ làm tổn thương, ảnh hưởng đến xương của mình. Tại vì loãng xương nặng luôn rồi, là cái mật độ xương nó rất là kém, nó dễ bị gãy hoặc là vỡ, nên cái động tác lăn cơ lưng không lăn ha. Loãng xương nặng cái này là phải bồi bổ chế độ dinh dưỡng lại. Chia sẻ với cả nhà mình một cái tư duy về cái này nè, đó là bị loãng xương, hình dung giống như trái mướp của mình đó. Các anh chị biết trái mướp tươi đúng không? Nhưng mà khi trái mướp mình nó về già đó, nó bị khô lại đó, là các anh chị thấy những cái xơ mướp nó lủng 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 không, thì xương của mình vậy đó. Khi mà nó về loãng xương rồi là cái mặt độ xương nó kém đi, nhìn nó loãng 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 lủng lủng lỗ, giống như cái sơ mướp gì đó, giống như cái mướp nó về già vậy đó. Thì vậy thì mình phải sao ạ? Thay đổi cái chế độ, tăng cái chế độ dinh dưỡng dưỡng chất vào để nó nuôi dưỡng lại. Vậy thì loãng xương thì chắc chắn là sẽ bị thiếu canxi, nhưng mà uống canxi thì chưa chắc phục hồi loãng xương. Các chị hiểu chỗ này ha, loãng xương là chắc chắn là bị thiếu hụt canxi, nhưng chỉ uống canxi không thì chưa chắc nó hết loãng xương. Tại vì loãng xương bên trong xương mình ngoài canxi ra nó còn có phosphor,
Rồi còn có gì nữa à? Chất đạm rồi nữa, nên các chị chỉ uống canxi không thì sẽ không hẳn là sẽ hết ha. Vậy thì nhưng mà loãng xương là chắc chắn là bị thiếu hụt canxi, nhưng chỉ uống canxi không thì chưa chắc hết loãng xương. Các chị hiểu chỗ này ha, là còn phải một số dưỡng chất khác nữa nên mình biết để mà mình trong quá trình để phục hồi lại. Rồi nếu mà muốn nuôi dưỡng xương thì nhớ đến việc đó là dưỡng thận và tạo máu thêm, ưu tiên tạo máu tại vì máu nó đủ để nó mới đến đủ nuôi xương của mình. Nếu mà ai mà cần phục hồi xương và quá trình nó mất cả năm trời á, quá trình thay mới của tế bào thì cái này chị nói là uống theo đơn của bác sĩ một tuần một viên, thì Phương không biết là cái đó chắc có thể là thuốc, nhưng mà càng thêm chế độ dinh dưỡng ăn uống nuôi dưỡng thêm, tại vì cơ thể của mình nó được nuôi dưỡng từ thức ăn mà, nên nó đã bị tổn thương rồi, bị thiếu hụt thì mình phải ăn uống vào để bù đắp lại. À, nếu mà để muốn hết cái loãng xương thì dưỡng thận, ưu tiên tạo máu, rồi cũng như một số dưỡng chất đó là canxi nè, rồi protein nè, C nè, collagen nè. Dạ. Xin mời Phụng Hoa. Ấy, Phụng Hoa giơ tay. Dạ, thầy cho hỏi là trong cái lúc mà làm cái động tác thay gân để cốt thứ thứ chín đúng không thầy, thì làm mình làm được khoảng chừng 10 lần á, tự nhiên giống như là não nó thiếu oxy nên ngáp hoài, với lại mình thấy khó thở, không biết là cái nguyên nhân gì nữa thầy. Lúc nãy trước khi tập có ăn gì không? Dạ, hoa ăn sáng rồi. Ủa bên chị là ở đâu? Chị ở Việt Nam hay ở đâu? Dạ, hoa Sài Gòn thầy. Sài Gòn ăn sáng rồi, giờ tập trưa mình phải ăn trưa nhẹ chứ trời. Mới có đủ Hơi năng lượng để tập. trễ, ăn sáng cũng hơi trễ cho nên là Trước khi tập á, khoảng 11 giờ nên ăn nhẹ, có thể là ăn uống ngũ cốc, uống sữa hay uống dinh dưỡng rồi đó, hoặc là ăn nhẹ cháo hay cơm vậy cũng được, miễn sao thì nó cung cấp chất bột đường, chất đạm, chất béo cho mình để có năng lượng ha. Tập thiếu hụt năng lượng tập nó sẽ bị sao, tại vì năng lượng của mình nó cả nhà 80% năng lượng đó là nuôi não bộ, mà thiếu hụt năng lượng thì não nó đâu có xử lý gì được đâu, nó buồn ngủ. Nên chị xem khía cạnh của năng lượng giúp em ha. Thức ăn á, năng lượng đến từ thức ăn đó là chất bột đường, chất đạm và chất béo là tạo ra năng lượng cho mình ba cái món đó. Rồi xem lại trong quá trình tập thay gân đổi cốt, quá trình ngưng lực á, là mình có đặt ý nghe cái điểm ngưng lực không, xem lại cái đó ha. Nhưng mà em nghĩ chắc bị thiếu hụt năng lượng á, nãy giờ tập hoạt động á. Okay. Vậy vậy nếu như mà mình tập vào cái lớp buổi sáng bắt đầu lúc 5:15 á, thì mình phải thức sớm để mình ăn nhẹ hay sao thầy? Đẹp nhất là nên ăn chứ, tại vì mình ngủ qua một đêm mà, tại vì chiều hôm trước mình ăn chiều từ tới tối, ngủ qua đêm cách mấy tiếng đồng hồ, sáng dậy cũng phải ăn uống dinh dưỡng rồi vô chứ, có thể là uống ngũ cốc, uống sữa uống gì đó để nó cung cấp năng lượng cho mình và mình tập. Ừ. Chứ thôi đói bụng, đối với Phương là Phương đói, Phương là đứng lớp 3 giờ đúng không, 2 giờ mấy thức dậy là Phương phải uống một ly dinh dưỡng mới có sức tập. Nên uống một ly dinh dưỡng để có năng lượng mình tập chị. Các chị nhớ vận động mình nhớ phải có năng lượng. Ly dinh dưỡng là dinh dưỡng loại nào hả thầy? Thì có thể là các loại hạt ngũ cốc nè, rồi ngũ cốc chị mua ngoài mấy cái ngoài siêu thị đó. Còn Phương thì Phương uống Happy Meal, nó bao gồm là cái protein, body kia và sơ trộn lại, thì như vậy nó khoảng cỡ hơn 40 dưỡng chất trong đó, thì một lần gì đó mình uống nó vừa cung cấp đủ dưỡng chất cho mình và vừa cung cấp luôn cái năng lượng nữa. Hoa có thêm một cái Thì theo mình chọn thôi, Phương thì Phương hiểu thì một phần khía cạnh của dinh dưỡng học nên Phương chọn cái đó, Phương chọn cái đó Phương uống, tại vì á
mình cung cấp đạm, mà đạm nó đạm chất lượng cao, thì khi quá trình tập luyện sẽ phát triển hệ thống cơ của mình lên tốt. Còn tinh bột mình ăn, hạn chế những cái tinh bột mà ăn vừa phải trong quá trình chuẩn bị tập thôi, ăn nhiều quá thì nó no quá chịu không nổi, ăn cũng vừa thôi. Rồi trong quá trình một số cái ngũ cốc gì đó cũng có một cái phần của tinh bột để nó cung cấp năng lượng cho mình, nhưng mà tập mà mình có đưa chất đạm vô, tại vì đạm tỷ lệ hấp thu nó tốt á, nên quá trình chị uống cái chị tập cái nó phát triển cơ rồi mọi cái tốt lắm, dáng người nó đẹp lên. Ok thầy. À, thầy hoa có thêm cái câu hỏi nữa là lúc mà mình hít đất đó, hôm qua mình hít xong á thì sáng nay thì nhìn hai cái khớp vai rất là đau, nghĩa là mình có làm sai không thấy nào? Có thể bước đầu tập thì nó sẽ bị đau ê ẩm, Phương bước đầu Phương tập cũng vậy mà, nhưng từ từ vài bữa nó hết thôi, giống như mình sổ cơ đó, lâu lâu mình tập cái nhóm cơ đó cái giờ nó sổ cơ thôi, để xem cách nào. Khi hít xuống á thì thở ra đặt ý vào cổ tay, trước khi tập Phương nói là đặt ý vào cổ tay, đặt ý vào khuỷu tay vai và ngực của mình, thì cơ bụng phải luôn siết lại, siết chắc lại, thì hít xuống là thở ra, hít cái tay xuống, hít cắt xuống á là thở ra, bật lên thì hít khí vào, hạ người xuống là thở ra ha. Rồi khi hít lên xong á thì tập xong thì Phương có mấy tư thế xả cơ vai như thế này nè, mình thở lỏng ra xả cái cơ vai ra cho nó nhả gân cơ. Vậy vậy là cái lực thường hoa thấy cái lực này nó xuống cái cổ tay nhiều hơn á, có phải không thầy? Thì bởi vì mình mới đặt ý ở cổ tay, khuỷu tay và vai. Là lực mình sẽ tập trung ở cổ tay để mình nâng nâng cái vai mình lên. Thì mình chỉ cứ đặt ý thôi, tại vì ý ở đâu thì khí ở đó, mà sức mạnh của mình nó đến từ khí, chị hiểu không? Cội nguồn của sức mạnh đến từ khí. Chị Hoa có tập từ những buổi đầu không ta, hay là chị mới vô đây? Hoa có tập với thầy ở khóa trước, ở lớp trước rồi. Quan trọng là có vào mấy buổi đầu không á, mấy buổi đầu là nói về lý thuyết rồi nè, nó quan trọng lắm. Mới đầu là Hoa tập lớp sáng với thầy Sơn, xong cái mấy nay mình có việc cho nên chuyển qua lớp trưa với thầy Phương đó. Nên là Không sao, khóa sau có khóa mới á, vào học lại từ những buổi đầu chị sẽ nắm rõ cái này, ý dẫn khí, ý ở đâu thì khí ở đó, mà sức mạnh của mình ra, còn sức mạnh nó đến từ khí. Vậy thì khi chị đặt ý ở cổ tay, khuỷu tay thì khí nó ra lực. dạ ok hoa cảm ơn thầy, dạ biết ơn cả nhà mình. Thầy ơi, thầy cho em hỏi nè, em thấy các thầy cô ở trong tổ chức mình cứ bảo là bổ sung vitamin, nhưng mà em không biết là bổ sung vitamin gì thầy nhỉ? Chị liên hệ riêng đi rồi em chia sẻ cho, tại vì mình không có nói cái tên sản phẩm lên trên đây, tại vì trên đây là đại chúng mà, mình đâu có nói ha, ai cần Nhưng mà em đang ở bên nước ngoài, ở Việt Nam em không mua được ấy, để ý là em hỏi để em mua ở bên này ạ. cứ liên hệ riêng đi rồi em chia sẻ, thì coi bên đó thì có thì mua bên đó. À thế hả cơ? Nhưng mà em liên hệ với thầy bằng cách nào thầy? Để Phương gửi tin nhắn lên khung chat nè, cũng có mấy anh chị hỏi Phương nè, thì Phương gửi tin nhắn lên khung chat Dạ. ha. Tại này vì nó là một cái sản phẩm của thương hiệu mọi cái cả nhà, nên Phương không có nói trên đây, mất công giống như người ta nghĩ là truyền không á, thì Phương không muốn cái điều đó, Phương chỉ truyền lại về sức khỏe thôi, còn về góc Vâng ạ. dưỡng mọi cái sản phẩm á thì ai bổ sung cái gì thì mình am hiểu bên cái nào thì sản phẩm nào mình bổ sung cái đó. Rồi Phương gửi số điện thoại Phương lên rồi đó. Số này Phương xài Zalo, Telegram rồi đó. Các anh chị kết bạn với Phương. Ví dụ như có một số clip về chăm sóc khớp gối như nãy Phương nói đó, thì ai cần thì nhắn tin cái Phương gửi. Hoặc là clip massage bụng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa, cũng như là thon gọn cái vùng eo của mình lại nữa, thì ai cần thì Phương gửi. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Dạ. Còn ai muốn hỏi gì về góc độ về dinh dưỡng
thì liên hệ với nó riêng, còn ở đây là chung chia sẻ chung như vậy về khía cạnh của sức khỏe nha cả nhà. Dạ. Dạ rồi thôi, hôm nay mình kết thúc lớp ở đây, hẹn gặp lại các anh chị vào trưa ngày mai ha. Dạ em cảm ơn thầy, biết ơn thầy ạ. Chào cả lớp ạ. Biết ơn thầy, thầy không mở nhạc cho chúng em ngủ luôn. Mở lớp tới 3 giờ chiều. Dạ biết ơn thầy. Biết Dạ ơn biết thầy, cảm ơn thầy nhiều. ơn thầy. Cảm ơn thầy Biết ơn cả nhà. nhiều. Trân trọng biết ơn thầy. Chào cả nhà. Thầy nhiều Cảm ơn thầy Phương và cả nhà. nha. Thầy chào cả Dạ nhà. bye bye thầy. Bye.